Xin chào các bạn đang xem trận đấu giữa hai cầu thủ Bùi Thanh Phong và Nguyễn Bùi Thanh Phong của Công Tâm và Nguyễn Văn Sang của Bạc Liêu. Tỷ số bây giờ đang là 34-26. Nghiêng về cầu thủ Bùi Thanh Phong của Công Tâm. Trận đấu chúng ta đang theo dõi được quay từ kênh YouTube Pilat Cầu Thủ Việt Nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 8. Hai đệ tử. Không mất rồi. Đã chưa? Thank you.
Điền lên ban này luôn. Dạ, đi lên ban này. Để tài dơ cái điện thoại tới. Có, để đây quay luôn. Có một cái kia kìa. Để khi mấy anh em Khánh Hòa kêu quay cho Khánh Hòa chặn. Quay phát lại. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 40-29. Để không bỏ lỡ các buổi truyền hình trực tiếp, anh em bấm đăng ký sau đó bấm vào quả chuông để xem trực tiếp, bình luận cho nó vui. Xin chào, hẹn gặp lại.
đồ rưỡng có cái